Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin tài chính hôm nay của báo Thanh Hóa. Chốt phiên ngày 20 tháng 7, giá vàng miếng trong nước giữ nguyên ở mức 80 triệu đồng một lượng chiều bán ra, trong khi đó giá vàng nhẫn tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng là 78 triệu đồng một lượng mua vào và 80 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC mua vào và bán ra ở mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội là 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng Doji ngày 20 tháng 7 ở thành phố Hồ Chí Minh mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNG niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 4 số 9 Hưng Thịnh Vượng tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở ngưỡng 76,1 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 77,35 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở ngưỡng 75,7 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 77,1 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 75,93 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 77,23 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Theo cập nhật tính đến chiều 20 tháng 7 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới lao dốc với vàng giao ngay giảm 43,7 USD xuống 2.401,8 USD một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.402,8 USD một ounce. Giá vàng thế giới đã mất hơn 2% trong phiên giao dịch cuối của tuần này do chịu áp lực bởi sự hồi phục của đồng USD. Đồng USD tăng 0,1% so với các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng tăng, đã gây áp lực không nhỏ lên vàng thỏi. Dự báo về xu hướng giá vàng, các chuyên gia cho rằng động lực quan trọng đối với vàng vẫn là kỳ vọng lãi suất. Hiện tại, thị trường hiện đang dự đoán 98% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Giám đốc danh mục đầu tư Chris Nansini của Gabelli Gold Fund cho rằng, nếu các quỹ danh mục đầu tư bổ sung vàng khi lãi suất giảm, giá vàng sẽ tăng đáng kể. Dù vàng có thể sẽ chứng kiến những biến động trong thời gian tới, nhưng theo trưởng phòng chiến lược hàng hóa Park Malik của TD Securities, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi yếu tố chính trị và kỳ vọng lãi suất. Malik dự báo vàng có thể đạt mốc trung bình kỷ lục mới trong quý là 2.475 USD một ounce và mức giao dịch cao nhất là 2.700 USD một ounce trở lên. Về mặt vật chất, nhu cầu vàng của châu Á chậm lại trong tuần này, phản ánh sự ngần ngại của khách hàng trong việc mua mới dù đã giảm giá sâu. Với giá vàng trong nước giữ giá vàng miếng ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.401,8 USD một ounce, tương đương gần 73,7 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chiều thuế phí. Chênh lệch giữa giá vàng ngày 20 tháng 7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 6,3 triệu đồng một lượng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin tài chính hôm nay của báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tại những bản tin tiếp theo.